Vâng, chào mừng các bạn đến với kênh Bóng Chuyền Miền Tây. Trước mắt các bạn là trận tranh nhất nhì giữa Tân Chùa Tân Trung Trọng An và Chinh Phụ. Xét thứ nhất, Chùa Tân Trung Trọng đã tạm nhận trước 1-0 mọi người. Điểm 2-1 cho Chinh Phụ. Bắt bóng ngoài. Hai điều. Đánh con. Không ai hỗ trợ nha mọi người. Trong nhà thi đấu nó không bị hạn chế và phải xét nghiệm, còn quay ra trong nhà thi đấu nó thoải mái lắm, còn quay ở ngoài phải lợi nó bằng xét nghiệm còn đúng hết á, còn quay trong nhà thi đấu nó ngộ. Bye.
phối hợp ra. Thank you.
16. Thank you.
phút. Bóng còn tốt rồi. Chị bóng không sao lưới. 24